mời ô chữ. Đội thua cho nên được quyền ưu tiên. Ủa gì kia vậy? Mình dẫn cái này trước. A1. Nói luôn ha. Đúng luôn á. A6. Nhưng mà đừng cái thằng đó đi. Này xui lắm. Thằng này. B1. A1, A6, B1. Mua lại B6 đi. Ủa tại sao B6 vậy? Tại vì cái giận này. À đúng rồi, vậy là B6 là phải có B6. Mua B6, A3 với lại B3 cho em. Chắc không? Chắc, giống như là bà già mà đi ra chợ Cầu Đông á. Ok, chốt B6, A3, B3. Ok, gợi ý. Câu ca dao có ý nghĩa châm biếm về tục tảo hôn thời phong kiến. Mở ô chữ. Khó à? Bị sốc quá, sốc tâm lý. Hồi nãy biết nhiều chữ quá nè. Hey, 2 triệu hả? Người ta có 3 từ thôi mà người ta phóng lưng người ta đánh chiên vậy. Cái gì mà cổng chồng? Đọc nè. Bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng, qua chứ không có đến đâu. Đi qua quốc lộ 1A hả? Đi qua phải qua mới rớt được. Đi qua chỗ lội đánh rơi mất chồng. Tao. Không nghe anh ơi, em nhớ là đi đến chỗ lội. Đi qua, anh hứa đi, luôn đi qua. Đi qua quốc lộ. Nãy giờ mình nghe lời người ta mình thua cũng nhiều đó. Cho nên em hãy quyết đoán đi đâu. Em, bây giờ anh nghe một lần được không? Anh nghe một lần đi. 2 triệu. Ok, bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Cái chữ đến với chữ qua nó vô dần hơn. Đi qua chỗ lội nó vô dần hơn. Đi tới quốc lộ là đụng bà đó bà. Sao quyết đoán không? Tù xì đi. Tù xì vô đây lẹ. 2 triệu mà qua một, gì tù xì à? Thôi bây giờ sao? 1, 2, 3 tù xì đi. Không, anh nói chữ qua chứ không phải chữ đến. Tù xì đi. Tù xì em lại chắc chắn là chữ đến. Anh nói là chữ qua. Tù xì đi. 1, 2, 3 2, 3 chữ qua. Tức quá. Chốt chưa? Chốt. Ai biểu thua? Chữ đến. Chữ qua. Lần này mà sai là lần sau anh phải nghe lời em nha. Rồi. Sắp cục vốn tới nơi. Còn cái lần sau nữa. Em chắc luôn. Chắc luôn đúng không? Cái chữ qua là chắc chắn đúng. Sai mấy chữ trên. Không, chữ này. Chữ đến thôi. Bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Bà ấm ớt kìa, rồi em chọn chữ đến á. Rồi giờ sao? Đã bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến cho vừa lòng hả? Rồi, chỗ lội đánh rơi mất chồng. Thôi, đi đến quốc lộ. Từ quốc lộ em nữa. Đã chốt rồi. Chốt trước đó rồi. Đúng không? Thôi. Đây là đáp án. Sai. Đi đến quốc lộ 1A là chồng bị lộ. Nghiêm túc em 20 triệu. Khoan, bây giờ anh hỏi nè, có muốn đánh trả lời hay không? Vậy thôi, vậy không trả lời. Không trả lời, bên đây còn cơ hội nữa, muốn trả lời hay không? Ê, mình trả lời đi. Đánh. Thôi trả lời kìa anh. Em trước. Muộn rồi. Tại em đã nói là cho qua, hiểu không? Thì khi mình bỏ qua một lượt trả lời thì đến bên kia trả lại. Em đọc lại y câu đó. Bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng. Chốt không? Chốt. Trời ơi, mạnh mẽ quá. Em tức quá mà. Ủa câu đó y chang nãy mà. Đào vui vẻ không quạo. Vui thôi quạo. Đừng quạo. Ê, bây giờ sai cái nữa rồi tính gì? Không sai nữa thôi. Cho vừa lòng Đào thôi. Vừa lòng phải không? Ừ. Đi bán cái vừa lòng em nha. Chính xác. Ôi trời ơi trời. Tôi mất 2 triệu. Tôi mất 2 triệu trời. Ôi nhưng mà vẫn thắng. Trời ơi biết sao không? Câu này là em hay ru con em ngủ. À. Em nhớ rất kỹ. Em ru sao Đào? Bồng bồng cổng chồng đi chơi, đi đến chỗ lội đánh rơi. Ủa sao mất dấu luôn vậy? Mất chồng. Sao ru hơn là mất dấu Đào ơi, đâu? Không mà con em nó ngủ liền. Không không. Không muốn nghe nữa. Không. Dạ. Nó ngủ luôn. Ngày xưa cái tục tảo hôn á là người vợ lớn lấy người chồng rất là nhỏ. Vô nhà người chồng có đôi khi hay là mới có 3, 4 tuổi, 5 tuổi mà vẫn phải coi như đó là người chồng của mình. Và làm cái công việc giống như là vú em vậy đó. Chăm sóc, tắm rửa, ăn uống rồi buồn buồn là phải cổng đi chơi vòng vòng. Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng rồi thì... câu sau nè. Chị em cho tôi mượn cái gầu sòng để tôi tát nước múc chồng tôi lên. 20 triệu. Vậy là em xác định luôn rồi, chưa tài chưa đến. Đúng rồi. Tiếp câu số 2, mời ô chữ. Đội thua chọn trước đi. Trời thua kìa em. A1, A6, B8. Ủa trời ơi, kia vậy? Ủa B8 được chọn. Ủa vui nè. A1, A6, B6 luôn. Đúng rồi. Sao mình ngu vậy ta? À đúng rồi. Ủa trời ơi. A1, A6, B6. Trời ơi. Trời chị không có tiền mua để bán lại chị ơi. Ok. Bên đây muốn mua nha. Bên này chị không cần. Em mua B1. Từ từ. B1, A2, B8, B1, A2, B8. Gợi ý.
Câu ca dao thể hiện mỗi thiếu nữ đều có cái duyên, sự hấp dẫn riêng làm say đắm lòng người. Mở ô chữ. Em biết nè. Cái gì lẹ vậy Đạo? Đạo đánh chiêng rồi kìa. Xin lỗi nha, tôi ngày xưa học văn đó. Là tôi chuyên văn luôn. Thì đó. Qua câu chuyện tôi là chuyên thơ trên Facebook luôn. Thì đó, có ai nói gì đâu. Bây giờ tôi sợ này nè. Cái gì không biết nè. 20 triệu nè. Vì cam cho quýt đèo bồng, vì em nhan sắc cho lòng anh say. Đúng không? Đúng rồi. Không biết đúng không chứ thấy hay hay á. Anh thấy sai rồi đó. Chốt. Anh thấy sai rồi đó. Em không nghe ảnh nữa, em không nghe ảnh nữa. Anh thấy sai. Sai chỗ nào Khoa? Sai vậy dưới á. Ừ. Vì em nhan sắc cho lòng. Cho quýt đèo bồng là đúng rồi đó. Vì em nhan sắc cho lòng anh say. Nó quá cho dần. Lòng đắm say. Cho lòng anh say. Đâu đâu một lần nữa chốt đi chứ rối quá rồi. Chốt rồi. Chốt rồi. Anh nghĩa như nhớ mà. Đây là đáp án. Mới có 3 từ mở lên thôi. Đào nhanh lên đánh chiên cái ban cái. Em thánh thơ Facebook hả em? Ừ. Chuyên văn hả em? Phải không? Đúng rồi. Ừ. Hay thả thính mà mấy câu này trên Facebook phải không em? Đúng rồi đó, chúc mừng em. Vì cam cho quýt đèo bồng, vì em nhan sắc cho lòng anh say. 20 triệu cho các em. Câu số 3. Mở ô chữ. Chọn đi. Mình chọn nữa hả? Thôi đừng chọn giống nãy nha xui. Thôi chọn giống nãy đi. Thôi chọn vậy đi. Chọn kiểu nào cũng thua thôi. Ôi tội nghiệp tụi em quá anh ơi. Mình là đổi game được. Chọn đi. Cứ A1 đi. A1, A6 với B1. Mình giấu B1 mình chừa B6 lại. Ừ. A1, A6, B1 phải không? Ủa Trang ra học chuyên văn luôn phải không Trang? Em mà nói em chuyên thể dục. Chuyên thể dục mà. Ủa sao vậy vậy? Sao giống như tác dụng ngược vậy? 8 năm trước anh giờ ngưng rồi. Dạ. A1, A6, B1. Bên đây sao? Em không mua nữa, em để về cho em thắng. Giọng phải mua chơi. Phải mua. Phải mua, tội nghiệp người ta. A2, B6, B8. Không phải là tội nghiệp mà chương trình là quy định như vậy. A2, B6, B8. Ok. Câu cây dao nó đến công ơn của đấng sinh thành. Mở ô chữ. Sinh thành nè, anh cũng biết nhiều nè. Đi. Đó, rồi, chạy vòng quanh. Sao nhẹ nhàng quá vậy, em chưa nghe tiếng chuông nó 2 triệu nha. Tại vì nó khoan. 2 triệu. Chạy cho nó văn chữ ra hả? Ra chưa? Ráng lên. Không có lạc lạc của chạy qua đây nhìn chữ kìa. Che lại. Hít thở. Đâu thấy gì đâu. Hít thở Trang, hít thở rặn. Tại vì chạy biên độ em mập á, phải chạy rộng ra, nó bị quạt cái biên độ đâu biết thở, bây giờ hít thở ra, chữ cho anh nè. Ủa? Gì? Rồi đọc nha. Nghĩa. Đọc luôn cho luôn. Nghĩa mẹ B3, B4, B5, B6, B7, B8. Đang đọc đi. Ơn cha. Cao lắm. Ơn cha cao lắm. Ai ơi. Ai ơi. Nghĩa mẹ. Nghĩa dụ. Nghĩa. Không biết. Đọc đi. Hết lượt. Đọc nè. Mệt quá. Bất quá sai là sai chữ thôi nè. Công cha cao lắm ai ơi. Nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cu mang. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án sai. Nghĩa dụ nó nhỉ. Mua đi, mua qua mua lại của nhau đi. Không, bây giờ mua tiếp luôn mua tiếp rồi. Không, chưa mở bán. Chưa mở bán. Bán rồi mua không bán luôn à? Không. Bán ra chữ. Vậy thì bây giờ mình đánh tiếp. Cái này là anh biết là chữ gì rồi đó. Em bán nè, bán chữ này 5 triệu. Mua A1 đi. Ê. Ê mấy anh chị ơi. Em mua A1 đó, mấy chị bán nhiều? 30 triệu. Một từ ở đây, cái sàn giao dịch bất động sản này, một từ bán cái giá trung bình là 5 triệu là trung bình. Đúng không? Đó. Thì đó, nhắm giá thấp nhất anh, thấp nhất là 5 triệu là thấp nhất đó. 8 triệu là được không? Chơi luôn, 8 triệu. Mua không? 8 triệu. Hey, hey. 8 triệu hả? 8 triệu không? 8 triệu thì... 8 triệu không? 3 không là 30. Đổ dư. Bên đó nhiều tiền lắm. Bên đó thắng là bên đó 20 triệu đó. Một chữ là 8 triệu. 5 triệu. Hai chữ là 17 triệu. Mua một chữ. Rồi bán không? Bây giờ nói cái chữ đó 5 triệu bán không? Chữ đó là... Không, thắng rồi. Lên chút. 6 triệu. 7 triệu. Bớt 500 ngàn, 7 triệu rưỡi. Thời không có lấy lẻ, không giá lẻ. 6 triệu. 7 triệu. 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 6. 7 triệu. 7 triệu, ok. 7 triệu. 7 triệu. Bán luôn. Giao dịch thành công, bán.
đóng bên đây, mở bên kia. Bán cũng chết luôn á, thiệt á. Thấy không? Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, cãi tôi không mà. Xứng đáng. Ơn cha nặng. Ăn cha cao nha. Cao lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng cu mang. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án. Sai em xỉu á. Xỉu đi em, sai. Vậy là cái chuyện này đi vần lục bát mà. Nhưng mà anh đọc là chính chính giờ sao mang, tức là đây là của anh đã biết rồi nè. Ủa mở miễn phí. Mua nào. Đây đây. 9 tháng cô mang là có cái cụm này là ok nè nha. Ơn cha cao lắm này, ơn mình có cái được này. Nghĩa mẹ bằng trời là đúng là, rồi. Nghĩa mẹ bằng, ủa vậy mình mua chi em? Ơn cha cái gì nè, ơn cha cái gì là ai ơi nè. Ơn cha không phải cao lắm hả? Thì mua tôi đó đi, đang dùng miễn phí mà. Rồi vậy mua A4 đi. Ok, bên này có muốn dùng dùng muốn, mua chưa vô bản lên. A3. Em mua miễn phí trời ơi. A3. Rồi, chuẩn bị nha. Mở ô chữ. Ôi đừng. Tức quá. Chết đánh. Vẫn chưa có đánh hả nghe. Đánh đi nè em. Em ơi. Anh động não đánh cho em mua nữa được không? Không, mua trước. Đánh không? Đánh đi. Em trước. Em tức chứ trời ơi. Em trước. Mời Hữu Đăng. Ơn cha. Mệt cao lắm. Ơn cha cao lắm, ơn cha khá lắm. Ơn cha khá lắm. Mặt nhỏ này. Ơn tự nhiên. Ơn cha khá lắm. Ơn cha khá lắm. Ơn cha. Ơn cha khó lắm con ơi hả? Khó lắm. Ủa. Sao mỗi ngày cái ăn chữ gì? Anh phải thêm nước. Mua đi. Giờ tập trung nè. Nè. Bán nhiều á. Không, bán 2 triệu. Không, tôi bán tôi phải lấy lời chứ. Bây giờ tôi bán lại 10 triệu. Dạ 7 triệu bên 10 đi. Thôi okay. Nhưng mà em cứ 10 triệu. Nghe là 10 triệu. Tin đi. Ok. Em nói nghe nè. Không, em biết rồi. Chắc chắn là giá em trả là có thể không thành công. Nhưng mà em nói nghe nè, hồi nãy em 8 triệu nhưng mà em vẫn dị tình em bán 7 triệu, bây giờ bán cho em 7 triệu. Không, 20. Nói, giờ 10 triệu. 9 triệu. 2 chục. Ôi 10 triệu. 9 triệu là hơn 2 triệu, nãy giờ ăn người ta 30 triệu rồi. Trời đất ơi, hồi nãy còn muốn nói cho không luôn đây, giờ bán giá cao kỳ cục. 9 triệu, 9 triệu được không? 9 triệu. 9 triệu được. 10 triệu. Sao mà 9 triệu không được. 10 triệu. Mua. 10 triệu. 10 triệu. Giao dịch thành công. Đóng ô bên đây lại. Mở ô bên đây ra. Mở ra đi, mở ra anh ba, anh ba. Có lên đánh không? Đánh đi. Trời ơi, đánh cho em mất luôn á. Không. Ủa? Nghe. Nói nghe nè. Em trả lời người ta nghe chơi đi nè. Anh bớt nhá nhá, anh nghĩ anh tính một cái rưỡi là mất triệu rưỡi đó. Ủa là mất 2 triệu rưỡi. Nè để anh đọc cho. 2, 3. Khoan nha. Cái gì đầu tiên vậy? Anh đọc nhưng mà em chốt nha. Ơn cha nặng lắm ai ơi. Nghĩa mẹ bằng biển bằng trời. Nghĩa mẹ bằng trời. 9 tháng cu mang. Chốt không? Chốt. Ê khoan. Ủa khoan, chưa chốt tại vì chưa chốt. Tại vì ở bển nhiều khi nó gài mình á. Cái gài. Đây là đáp án chính xác. Buồn quá à. Không mà bên đó cũng lấy được 10 triệu thôi. Em buồn ơi à. Em lời muốn chết. Em ngồi không em có 10 triệu đúng không? Còn bên kia mất 10 triệu mà chưa kể một mớ mấy cái lô đất mà mua trước đó nữa. Cho nên số tiền thưởng chưa chắc bên nào hơn bên nào nha. Em nghe nãy tính không mình tổng kết số tiền như sau. Cá dứa 43 triệu. Đợi cơm trái. Số tiền thưởng các em có là, phải nói là tụi em đã xuất sắc lội ngược dòng câu cuối cùng nha. Mình cũng chơi chiêu chiến thuật này kia, bỏ tiền ra mua, bỏ con tép bắt con tôm này nọ. Và cuối cùng số tiền thưởng mình có 29.500.000 đồng. Ủa mình thấp hơn. Nhưng mà đúng rồi, đỡ hơn. Ủa tại mình lúc mình mua 7 triệu xong rồi mình bán 7 triệu. Bên kia 4 triệu. Bên kia 3 triệu. Đúng rồi em. Ừ. Mình cũng người kia mua bán người kia nhiều đó em. Đó. Cho nên còn 20 mấy triệu vậy thôi. Bởi vì ta nói ông trời cho đúng người cái duyên hơn ha. Ờ. Một cái gian như gian diễn thôi, đừng có buôn bán gì không hết. Không buôn bán được cái đơn rồi. Lỗ đó. Còn Trang sao em? Bữa nay em cố tình em vuốt hai cái tóc này để cho não nó rơi ra cái tóc để cho mình suy nghĩ thông minh liền. Cho não nó quăng giống như là cái nếp nhăn như não nếp nó nhiều phải không? Dạ đúng rồi, nhưng mà có lẽ là tại vì sai chiến lược là vuốt ra thì não nó không còn nằm ở trong. Là chất xám thì bị đi ra nó rớt từ từ rớt ra ngoài mà. Trời, nói chung là rồi. Đến như đây 20 triệu vậy là vui rồi, nhưng mà có lấy liền không anh? Không, em chuyển khoản 1 tháng sau mới lấy. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay.
dạ. 5 mấy triệu về cũng gầy được cái sạp cho nhỏ bán cơm trái rồi em, đúng không? Chảnh lên nào, chảnh lên, chảnh lên. Còn với đội cá dứa bước vào dòng đặc biệt của sao hay chữ. Thưa quý vị, chúng ta đã có mặt ở vòng đặc biệt chương trình Sao Hay Chữ. Vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Chú ơi, nhìn lên bảng vàng. Mời ô chữ. Đây, 3 câu ca dao. Bây giờ chúng ta được mở 21 ô tất cả. Muốn mở ô nào? Em lựa trước đi. Em lựa cái câu đầu tiên sẽ là A1, A6, B8. B6 luôn đi. À, B1 luôn đi. B1. B1 với A3. Rồi. Chừa chừa cho dưới nữa. 2 ô nữa, coi như mỗi câu 7 ô lận. B3. B5. Rồi. 2 câu dưới làm sao? Anh khoa. Em cũng C1, C6, D1, D8, C4, D3. Đủ chưa? Mới cái sao à? D7. D7. Đó có C6 không? Rồi, câu cuối. Em lựa. Câu cuối thì cũng là E1. E1. E6. E6. F2. F8. F4. Rồi, hai cái kia để em lựa cho. Cái E4. F1. Rồi. Như vậy là chúng ta đã lựa chọn được 21 ô. Anh sẽ cho mở ô chữ kèm với những cái lời gợi ý ở đây. Hãy cố gắng mà đoán cho đúng nha. Mở ô chữ. Có một câu ca dao ca ngợi đức tính thủy chung. Muốn đoán ô nào trước cũng được nha. Câu 2, câu ca dao như lời than thở về thân phận thấp kém của người phụ nữ thời phong kiến, may mắn thì mới gặp được hạnh phúc. Câu 3, câu ca dao mượn hình ảnh của hai loại cây để trai gái đối đáp gieo duyên ý nhị tán tỉnh nhau. Mình trả lời câu nào cũng trước cũng được. Không được. Em trả lời câu dưới trước nha. Nhanh nhanh. Mận hỏi Thì đào xin thưa, giường hồng mở lối nhưng chưa ai vào. Chưa đúng. Mận hỏi. Em câu 2 trước nha. À. Thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Chính xác. Vậy em câu dưới đi anh, câu dưới. Không câu trên đi. Đào suy nghĩ câu dưới đi. Cái chỗ mận đào em suy nghĩ mình đi. Trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ theo nên gắm. Chỉ theo gắm sắc mài nên kim. Rồi, chính xác. Câu cuối kìa. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng mở lối mà hay nhưng hồi nãy nói là nhưng á, mà chưa sao chưa ai vào. Không phải, chưa đúng. Vườn hồng mận hỏi thì đào xin thưa, đúng rồi. Vườn hồng thì đào xin thưa, có lối nhưng chưa ai vào. Đáp lại một lần nữa. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Chốt không? Chốt. Chính xác. Trời ơi. Trăm năm mai chớ bỏ ai, chỉ theo nên gấm sắc mài nên kim. Thân em như giếng giữa đàn, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. 3 câu 100 triệu đồng. Giờ mở siêu thị cái dưới em ơi.